chẳng thể chờ lâu thêm. Hãy để từng nhịp tim mình trôi bước xuống đêm. Trời ơi, đau quá, đau cái chân bên này. Cái chân bên này nè, cái chân bên này. Xin chào các bạn, tôi tên là Anh Đức. Năm nay cũng gần 30 tuổi rồi. Tôi rất là năng động, rất là hoạt bát, rất là vui tính. Và đang cần tìm cho mình một nửa hoàn hảo để có thể ghép đôi thành một cặp. Hai cặp bó hoa. Nga ơi, người đàn ông nào em cảm thấy Nga ơi xứng đáng, hãy đưa cho họ. Anh không à, anh muốn có một vài lời căn dặn. Công tử xin tự trọng. Hết rồi, đã hết rồi. Có cần cầm váy giùm không ta? Cần cầm váy giùm không ta? Cô ơi cô đừng đi lấy chồng. Về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát cô nghe. Trời ơi cô đừng đi lấy chồng. Để hai thằng buồn bên bài hát lấy cây bông. Trời đất ơi. Lần đầu tiên anh phá lệ. Lên! Lên! Quy định kỹ chưa? Thành không có một quy định gì hết. Thành chỉ biết làm theo bản năng. Chương trình! Cho tới bao giờ mới trưởng thành hả Đức? Bán cả showbiz ế tới giờ này là do dự như vậy đó. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong chương trình có 5 sự lựa chọn. Anh biết chắc chắn là bản thân anh sẽ không làm cho em được hạnh phúc như các bạn phía sau. Anh chỉ muốn đứng đây và chứng kiến giây phút hạnh phúc của em. Và nếu như may mắn hơn là anh thì không có gì để nói hết. Anh chỉ khuyên em một điều, trong tất cả những cái sự góp ý của anh cũng như mọi người nãy giờ, cũng chỉ là phân tích cho em hiểu thêm về cái cá tính của từng người ở đây. Hết giờ, xin cảm ơn. Thì... quá dài mà lại không cô động xúc tích. Rồi, rồi đi. Ê trời ơi, trời ơi. Trời ơi, lai thành vô rồi. Em nghĩ là chết rồi. Anh lại giống em nữa. Đức, này đi về đi. Để khách mời khác ra chơi chứ ngồi mà y chang là bát gì chứ. Không có anh kỳ quá nhở. Anh Đức, anh ấy không muốn nói, anh cứ bắt anh ấy nói là sao? Sẽ nắm tay bạn tôi. Không, có nghĩa là đồng quan điểm. Thật, yêu luôn đi. Cứ yêu không. Đi thì cũng là cho phép. Hay là mình cứ cho phép yêu nhau đi anh. Hay để cho chân anh cứ lắng nghe tim muốn gì. Bên đây bận bộ đồ cũng giống nữa kìa. Đúng rồi. Trời ơi trời, nãy giờ tôi mới để ý nè trời. Màu xanh nam phi. Một lát không biết Lộc ra về có ai không chứ Đức ra về có Hương Giang đó. Mình cứ tự nhiên thôi, không có gì phải ngại. Em cảm giác của em cái gì em mới nói gì có phải làm lại không có phải làm lại không hả làm lại chứ trời ơi trời ơi người ta mê anh Đức lần này ráng hụt nữa nha. Trời ơi, bao nhiêu người khao khát, trời ơi. Cảm giác khi nhận nụ hôn đầu đời của anh Đức em thấy như thế nào? Cảm giác ngại quá. Ngại quá hả? Em ngại là vì em cảm thấy anh ta quá quyến rũ hay là sao? Có mùi à? Trời ơi, chết rồi, mê cái mùi anh Đức rồi.
Chết rồi Đức, Đức chết thiệt, chết Đức ơi. Chết, một thời gian mà Đức nó chuyển qua đây tôi không có gì lạ nha. Kiểu là tụi anh định đi chụp bộ hình hâm hôn, nhưng mà để sao cho nó kiểu thơ mộng á. Chim kìa, chỉ đi. Cái này nó không sinh động. Anh thích cái cảnh nào mà giống như là cô gái đang đi nè, cái vấp cái cục đá va vào chàng trai, ngửa mặt lên đó, giống như có người đã chụp được mình. Rồi mình sẽ làm cái động tác đó đi nè. Em em ơi, anh thấy em diễn cái kiểu nữ đó, anh thấy em không có đàn ông. Em diễn cái kiểu đàn ông cho anh coi nha, em phải đỡ anh rất đàn ông. Đỡ nha. Chân bên này nè, cái chân bên này nhìn tôi nổi da gà vậy. Trời thật, sợ quá. Đỡ lên. Hôm nay được gặp các anh chị ở đây là một cái may mắn của em. Hai người đàn ông rất là dễ thương là anh La Thành và anh Đức, thì em làm bạn với hai anh là một cái vinh hạnh rất là lớn với em. Bởi vậy là mình sẽ bắt đầu bằng tình bạn thật là đẹp nha. Cảm ơn. Ngoài chị đám đông, nhưng khi một mình chị lại không. Cô tỏ ra là mình ổn, những sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chị muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng.